Kính thưa quý vị, tại sao tôi lại đặt cho tên nhà hàng ẩm của tôi? Bởi vì chính quê hương Quế Lâm tôi là một trong những cái lôi của địa phương đã sản xuất ra rất nhiều các đầu bếp giỏi làm trên tất cả các tỉnh thành cả nước, và hôm nay tôi cũng là những người con của quê hương về quê hương để xây dựng lên một nhà hàng mang tên nhà hàng quê tôi, với những cái món ăn đặc sản và đặc biệt là có một cái môi trường sinh thái màu xanh của lá phổi, mang đến cho quý vị những cái điều rất tuyệt vời trong những ngày nghỉ cuối tuần. Và tại nơi đây cũng là nơi để tổ chức các sự kiện, ví dụ như đám cưới, hội họp, tất cả. Và đặc biệt là với những món ăn đặc trưng của miền quê nông thôn, đậm đà bản sắc dân tộc, quý vị chúng ta sẽ được đắm mình trong một không gian rất là tuyệt vời, cũng như là được giải trí, câu cá, uống cà phê, thư giãn, cũng như được có một sân chơi âm nhạc dành riêng cho quý vị, để quý vị có thể tổ chức tất cả các chương trình. Rất mong quý vị chúng ta hãy đến nhà hàng ẩm thực quê tôi. Đó là một trong những cái địa chỉ tin cậy của quý vị. Địa chỉ của chúng tôi là Quế Lâm, Thụy Hương, Kiến Thụy Phòng. Quý vị có cần liên hệ để đặt hàng cũng như đặt tiệc theo yêu cầu thì quý vị xin gọi điện thoại đến số điện thoại của chủ nhân Minh Khương 0948 247 358. Chúng tôi xin được đón tiếp quý vị một cách nhiệt tình, chu đáo. Và quê hương tôi, ẩm thực quê tôi phục vụ quý khách bằng cả trái tim. Quý vị nhá, sẽ phục vụ bằng cả trái tim với những dàn diễn, nhân viên rất là trẻ đẹp, phục vụ nhiệt tình, chu đáo, chắc chắn sẽ làm cho quý vị thật là vui vẻ. Xin được cảm ơn quý vị.